Thưa quý vị, Hòa Bình là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền Bắc. Đã hơn 10 ngày trôi qua, đến nay những khó khăn với người dân nơi đây vẫn còn chồng chất. Tại huyện Đà Bắc, sau lũ dữ kinh hoàng khiến hơn 10 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Hiện hàng trăm hộ dân vẫn đang phải sống trong các lán trại tạm và chưa biết sẽ phải ổn định lại cuộc sống như thế nào. Phản ánh của nhà phóng viên thời sự. Căn nhà đã bị rạn nứt, sụt lún khắp nơi. Đây chỉ là một trong số hơn 300 ngôi nhà ở xóm Lao Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình phải di chuyển trong những ngày vừa qua. Sau cơn lũ quét, vì nhà không thể ở do sụt lún, các hộ dân này được bố trí ra một nơi ở tạm ở gần đó. Hơn 30 lán tạm được dựng lên ở đây. Mọi sinh hoạt của một gia đình 4 thành viên như nhà chị Mừng đều ở trong một chiếc lán chỉ khoảng 10m² như thế này. Ngày trước mà đất mà nó, trời mà không làm mưa ấy thì không đứt đất thì còn có nhà mà ở, mà nhà bây giờ này, hiện tại là chuyển ra đây thì làm cái lán thế này để ở thì muốn chuyển nhà ra, nhưng mà cái nhà thì nhà vách nứa, nói chung là chuyển thì gỡ xuống nó mọt thì chả biết làm thế nào, mai kia để làm thế nào được cái nhà để cho con nó ở. Ngoài các gia đình phải di rời từ các lán trại tạm thì nhiều trường học cũng bị hư hỏng. Một trường học mới đang được dựng lên ở đây bằng chính vật liệu từ những ngôi nhà của bà con để sớm có nơi học tập cho học sinh trong xóm. Thứ nhất là cái trường học, để các đồng chí cũng đã xem là hiện nay bà con phải hy sinh cái nhà để dựng tạm cái nhà để cho các cháu học sinh để học tạm, và hiện nay vẫn chưa thể học được. Toàn bộ cuộc sống của bà con hiện nay là không đi làm được cái gì cả, phải tập trung di chuyển đồ đạc, dựng nhà tạm để cho học sinh học. Tại huyện Đà Bắc, sau lũ đã phát hiện khoảng hơn 200 ngôi nhà bị sụt lún, rạn nứt, phải di rời khẩn cấp. Cùng với đó, còn có nhiều ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi. Việc bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho bà con là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chúng tôi đã có cái kế hoạch với trình với tỉnh để di rời 3 cái điểm dân cư ở 3 cái xã. Đó là xã Đồng Ruộng, là dịch chuyển là 33 hộ dân. Ở trên xã Mường Chiềng là chúng tôi dịch chuyển là 28 hộ dân. Và ở cái xã Vầy Nưa chúng tôi dịch chuyển là 35 hộ dân. Chưa kể là ở những cái xã khác cũng đang ở cái diện là phải di rời khẩn cấp. Trận mưa lũ hơn 10 ngày trước đã làm 6 người chết và 5 người mất tích ở huyện Đà Bắc. Tới nay, số người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Quá trình sụt lún, sạt trượt vẫn có nguy cơ xảy ra ở nhiều điểm dân cư nếu thời gian tới tiếp tục có mưa. Việc dựng lán trại cho bà con chỉ là giải pháp tình thế. Nhưng về lâu dài, việc ổn định về nhà ở cho bà con ở các điểm tái định cư vẫn còn hết sức khó khăn với địa phương này. Vì quỹ đất bằng phẳng, an toàn đang ngày một bị thu hẹp.